À, xin chào tất cả các bạn đã quay lại like kênh của mình nhé. Thì hôm nay uh, tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng quạt uh, để máy tính thì mình uh, tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn uh, gọi tiếng việt uh, gọi dấu đến máy tính nhé. sẽ cho các bạn mới uh, sử dụng máy tính. rồi thì uh, trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số cái video về cái cách uh, sử dụng quạt đến máy tính, nhé, cách uh, soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn bản để các bạn uh, phục vụ công việc nhé. Rồi, thì các bạn uh, quan tâm có thể truy cập thêm một cái kênh của mình để các bạn uh, tham khảo thêm nhé rồi thì video này cũng tương tự như các video trước thì mình chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu để cho nên là mình sẽ đi trầm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi hơn nhé thì để gọi tiếng việt trên máy tính thì các bạn sử dụng hai cái ứng dụng khá là phổ biến ở ứng dụng đầu tiên là cái ứng dụng unik nhé các bạn nhìn lên màn hình này. Đó, cái ứng dụng đầu tiên là ứng dụng có chữ uin này ở dưới có chữ là Unicay. thì ứng dụng này các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé máy bạn nào mà chưa có hoặc là chưa cài thì các bạn có thể lên mạng các bạn tải về các bạn à, cài vào máy nhá. À, thì trong à, một số video trước ấy, thì mình đã chia sẻ các bạn về cái cách à, sử dụng cái phần mềm này rồi. À, các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái kênh của mình các bạn tham khảo thêm nhá. À, ứng dụng thứ hai là ứng dụng cuột à, các bạn có à, sát đây màn hình này. À, ứng dụng Word thì có cái hình cuốn sách đang mở đấy các bạn này, có cái chữ VK ở đây nhá. Ở dưới có ghi là chữ gột này, VK ORD. À, ở đây mình đang sử dụng phiên bản 2016 cho nên là có ghi 2016 còn bản nào mà sử dụng 2010 thì ghi là 2010 hoặc là 23 vân vân. Rồi bước đầu tiên là các bạn sẽ mở UNIK lên. Đấy các bạn click đúp chuột trái vào đây, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp chúng ta mở lên. Đó. thì khi các bạn mở UNIK lên mà nó có cái thông báo dòng cái chữ warning thế này, này. Đó, có nghĩa là cái phần mềm của các bạn nó đang chảy lên máy và các bạn có thể gọi tiếng Việt được rồi nha. Ở đây thì mình muốn vào kiểm tra cài đặt lại cho nên các bạn cứ nhấn vào OK thôi. Và cái giao diện Unicode thì khá đơn giản này. các bạn chỉ cần quan tâm đến hai mục phần bảng mã này Phần tiếp theo là kiểu gõ, à, bảng mã thì các bạn tích vào đây này đó, Thì chúng ta sẽ chọn cái dòng đầu tiên là Unicode này. Phần kiểu gõ cũng vậy các bạn cũng tích vào đây, chọn cái dòng đầu tiên là Telex Hai à, cái ô này các bạn đều chọn dòng đầu tiên hết nha. đó Thì kiểu gõ Telex này thì dùng phím chữ cái để chúng ta gõ dấu và mình thấy rất là nhiều người dùng cái kiểu gõ này và nó khá là dễ. Đó, cho nên là theo mình thì các bạn mới gõ tiếng Việt trên máy tính thì các bạn nên chọn cái kiểu này thì nó sẽ dễ hơn nha. Đó, kiểu gõ tên À đi vào cái mục là Unicode. Đó, ngoài ra thì còn có cái kiểu gõ um, VNI tức là dùng các cái phím số để chúng ta gõ dấu. Thì cái đó các bạn dùng cái đó cũng được. Đó, tùy vào cái cái sở thích cũng như cái cái khả năng của các bạn nha. Rồi, chúng ta chúng ta kích vào đóng để chúng ta khởi động cái phần mềm Unicode lên. Chúng ta gõ tiếng Việt trên máy tính. À, để cái quá trình mà gõ tiếng việt đỡ bị lỗi ấy, thì các bạn nhìn xuống cái góc dưới cùng bên phải này này các bạn kích vào cái mũi tên màu trắng ở đây cái hình chữ V ngược ở đây này à, các bạn kiểm tra xem từ đây là có chữ V chưa nhá nếu mà đây có chữ V này, à, thì chúng ta gõ tiếng việt được rồi nhá tức là gõ có dấu ấy. còn nếu mà có chữ E thế này, này thì chúng ta sẽ gõ tiếng anh à, tức là gõ không có dấu các bạn gõ kiểu gì cũng không có dấu nhá thì lúc đấy các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây thôi Đó, chuyển thành V này. kích thêm lần nữa lại chuyển thành E kích thêm lần nữa thì chuyển thành V đó, như vậy là có cái sự chuyển đổi qua lại giữa V và E các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây thôi đó. thì trong thời gian vừa qua thì có một số bạn có hỏi đến kênh của mình ấy là vì sao sau khi đã khởi cái phần mềm khởi động cái phần mềm UDK này lên rồi đó nhưng mà gõ vẫn không có dấu đấy thì có thể là nguyên nhân ở phía dưới này nó đang ở chế độ chữ E thì E là các bạn gõ không được nha chúng ta bấm chuột vào đây để lấy chữ V thì chúng ta có thể gõ tiếng Việt có dấu được rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ mở ứng dụng vượt lên chúng ta cũng kích được chuột trái vào đây tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp chúng ta mở lên đó thì đây là cái giao diện của 2016 các bạn này phía trên này có các cái thanh công cụ tức là thanh menu này home này insert này, layout uh, review view vân vân phía dưới là các cái thanh công cụ tương ứng để các bạn sử dụng và các bạn chỉnh sửa văn bản để cho nó đẹp hơn và phù hợp với cái yêu cầu công việc của các bạn đó, thì trong một số video trước thì mình cũng đã chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng các cái công cụ trong cái thanh menu này rồi đó, trên của 2016 nhé chẳng hạn như là insert này home đó, các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình các bạn tham khảo thêm nhé ở đây chúng ta có một số cái công cụ này rồi cái phía dưới này à, là cái phần con trỏ chuột đang nhấp nháy là cái phần mà để chúng ta gõ tiếng việt vào đây à, cái phần này thì à, dùng để soạn thảo văn bản chẳng hạn như đây mình gọi những cái từ bất kỳ vào đây nha đó và các bạn thấy con trỏ chuột nó sẽ nhảy sang bên trái ở bên phải để nó ở chế độ chờ tức là chờ chúng ta gõ tiếp nha đó, con trỏ chuột nó nằm ở vị trí nào thì chúng ta sẽ gõ văn bản ở vị trí đấy và đây thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn về cái kiểu gõ Telex nhé. Đó, kiểu gõ Telex thì các bạn để ý là chúng ta có năm cái dấu nha. Đây dấu huyền này. Đó, dấu sắc này. Đó, dấu ngả này, dấu nặng và dấu hỏi. đó thì các cái dấu này các bạn sẽ sử dụng các cái phím chữ cái ở trên bàn phím các bạn gõ nhé đó, ví dụ như dấu sắc thì dấu huyền các bạn bấm vào phím F này, dấu sắc thì các bạn gõ vào phím S để viết dấu sắc này. Đó, ngả thì bấm vào phím X và nặng thì bấm vào R. Đó, tương tự như vậy thì dấu hỏi là chữ R đó thì ở đây mình sẽ lấy cái bàn phím ảo ra để chia sẻ các bạn này. Mình kéo lên nhá. Đây. À, chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ à, gọi dấu huyền ấy thì à, ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn à, à, Nếu các bạn mới xem cái video thì các bạn sẽ có thêm cái thông tin hơn nha. Để dấu huyền thì các bạn bấm vào phím F này. Để chúng ta viết dấu huyền này. Rồi dấu sắc thì các bạn bấm vào phím có chữ S này để chúng ta viết dấu sắc này. Rồi dấu ngã thì chúng ta sẽ bấm vào phím X để chúng ta viết dấu ngạ dấu nặng thì các bạn bấm vào phím ri nhé Đấy, phím ri này chúng ta bị dấu nặng này còn dấu hỏi là các bạn bấm vào chữ r để chúng ta viết cái dấu hỏi trong trường hợp cái từ của các bạn có dấu hỏi rồi thì để gọi tiếng việt thì các bạn sẽ ghép các chữ cái lại nhé đó, và sau đó các bạn ghép xong rồi thì các bạn sẽ gọi dấu sau cùng đó ví dụ ở đây chúng ta sẽ ghi cái chữ chẳng hạn như là chữ gõ đây à, gõ gõ thì các bạn sẽ bấm ở đây mình sẽ lấy bàn phím ảo luôn các bạn nha này mình sẽ với các bạn luôn này rồi chữ gõ thì chúng ta sẽ bấm chữ g trước ha g này rồi ghép các từ chữ cả đã đã g phím g tiếp theo là phím o rồi giống ngã là các bạn bấm vào phím x đó tức là cái dấu chúng ta gõ sau cùng đó thì chúng ta sẽ được chữ gõ này rồi cái phần này mình cho lớn lên một chút nha đó rồi phẩy đi dấu phẩy thì chúng ta bấm vào đây đó thì thường thường ở trên cột thì các bạn sẽ có một cái dấu cách ra hai từ nha tức là cách ra xa ra một chút thì các bạn bấm một cái phím dài nhất trên bàn phím của các bạn ấy gọi là phím cách ấy. ở cái hàng phím dưới cùng luôn là phím này đó sau dấu chấm sau dấu phẩy dấu chấm phẩy hoặc là sau một từ các bạn gõ nó cách ra nhá các bạn bấm vào cái phím này một lần rồi máy tính chẳng hạn đó Chứ máy chẳng hạn thì m này các bạn kéo từ lại a này i này đó chữ máy thì đầu tiên là m a i dấu sắc là phím s này đấy dấu số đây chúng ta bấm sau cùng rồi chúng ta mình cách ra để viết từ tiếp theo đó là tính phím t phím y phím n phím h đó dấu sắc các bạn bấm vào phím có chữ s đó. để viết dấu sắc đó, chúng ta sẽ gõ dấu sau cùng nhá rồi tiếp theo còn phẩy này cách mình sẽ lấy thêm ví dụ nữa rồi bàn phím chẳng hạn đi bàn phím chẳng hạn b này A này, phím N này. Rồi dấu huyền chúng ta sẽ gõ sau cùng, phím F, dấu huyền là phím F này. Rồi, sau khi viết xong chữ ba chúng ta sẽ cách ra. Rồi phím đúng không? H này. Y này, M này, đó ghép cho các chữ cá lại thành từ. Số sắc phím S. Đó, chúng ta ghép các chữ cá lại giống như cùng giống như khi chúng ta viết trên giấy vậy thôi. Đó. Rồi, như vậy là ở đây chúng ta sẽ lấy những cái ví dụ như vậy nhá, bàn phím hoặc là ở đây chúng ta ghi là màn hình chẳng hạn, màn hình máy tính đó thì M này phím A này, phím n này dấu viên là phím f này cách này tính màn hình đúng không h này i n h này đó, dấu huyền là phím f này rồi đó, đây chúng ta đánh dấu chấm chẳng hạn rồi nhấp chấm thì nằm sau dấu phẩy và bây giờ mình không viết cái hàng đến này nữa mà mình chuyển xuống hàng phía dưới đi đó thì chúng ta để con trỏ chuột ra sau này các bạn bấm con trỏ chuột nó ở vị trí nào thì nó sẽ nhảy ở vị trí đó nhá ví dụ như ở đây là sau cùng rồi này bây giờ mình để trước đi chẳng hạn đó bấm ra đây thì nó sẽ nhảy đây bấm ra đây thì nó nhảy đây và các bạn lưu ý là con trỏ chuột nó nhảy ở vị trí nào thì chúng ta sẽ gõ ở vị trí đó nha khi các bạn gõ dấu thì nó sẽ nằm ở vị trí đó, đó hoặc là gõ tư ở đây mình xuống chuyển dòng xuống, xuống dòng phía dưới đi thì các bạn bấm vào phím enter đi phím này là dùng để xuống dòng này enter này đó như vậy là chuyển xuống dòng phía dưới này rồi ở đây mình sẽ lấy những cái dấu để các bạn dễ hình dung nha ví dụ như là à, dấu huyền ấy, thì chúng ta ví dụ như ghi là tên tuyền chẳng hạn đúng không tuyền t u -I. bấm vào phím e hai lần thì chúng ta được chữ e này rồi n này dấu huyền là phím f này đó rồi sau khi chữ tuyền xong thì gột nó sẽ viết hoa chữ t bởi vì chữ t này nằm ở cái dòng đầu tiên cho nên là uh, gột sẽ tự động viết hoa các bạn này Đấy, nhưng mà sau từ tiếp theo phía sau thì gột nó sẽ không tự động viết hoa mà các bạn phải viết hoa nhá rồi phẩy này cách rồi dấu huyền nhá rồi quyền của UI này phím E hai lần này chữ E này N này rồi dấu huyền nó bấm vào phím F này đó nhưng mà là mình vừa lấy hai cái ví dụ về dấu huyền nha rồi phẩy này đó rồi tiếp theo là dấu sắc đi sắc ví dụ như là à, chúng ta sẽ dấu sắc tính chẳng hạn chúng ta bấm chữ tính chẳng hạn T này I N H đó dấu sắc là phím S này đó bấm vào phím S sau cùng nha rồi à, như vậy là mình sẽ lấy cái cái từ một cái từ ví dụ để có cái dấu cho các bạn nha hoặc là dấu ngã dấu ngã thì ở đây chúng ta sẽ ghi là à, quảng, quảng ngại chẳng hạn hoặc là chữ ngã thì mình sẽ ghi chữ ngã luôn cũng được ngờ này g này a này dấu ngã là phim x này đó rồi phẩy chúng ta cách ra tiếp theo à, dấu nặng dấu nặng ví dụ như là à, chữ tăng chẳng hạn tăng qua tăng đó a n g đó còn dấu vết dấu ơ dấu ơ thì dấu á thì các bạn bấm chữ vết kép này dấu nặng là chúng ta bấm một phím gì đó rồi hoặc là quăng chẳng hạn đó. sắt gì đó ví dụ quăng sắt ví dụ như đi qua này u a n g với kép để lấy dấu á này dấu nặng là phím gì này đó g này dùng để viết dấu nặng không rồi Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái dấu hỏi, dấu hỏi thì các bạn sẽ ghi là ví dụ như là à, quả bưởi chẳng hạn, ví dụ như vậy, quả bưởi Q này. U A này, dấu hỏi là chỉ r giờ này, bấm sau cùng này. Rồi cách bưởi B U I này. Đó, với kép này lấy dấu ơ này. Đó. Khi các bạn bấm với kép thì nguồn nó sẽ lấy dấu ơ cả hai từ U và O luôn nha, dấu hỏi là chữ R này. Đó, quả bưởi này. Đấy các bạn thấy không? Ở đây chúng ta sẽ ghi hai dấu hỏi luôn rồi hoặc là củ tỏi chẳng hạn ví dụ như vậy cu dấu hỏi là chữ r này cách tỏi t o i dấu hỏi là chữ r này củ tỏi mà chúng ta hay dùng uh, nấu trong bữa ăn đấy rồi đến đây đánh chấm đi ví dụ như thế đó như vậy là ở đây mình vừa lấy một số cái ví dụ về các cái dấu nhá huyền sắc ngã nặng hỏi đó, để các bạn dễ hình dung rồi ngoài ra thì trong quá trình các bạn uh, chỉnh sửa văn bản ấy, thì chúng ta sẽ có một số cái thao tác nữa à, chẳng hạn như là cái à, vấn đề mà viết hoa nhé, viết hoa và viết thương thì mình đã chia sẻ các bạn trong video trước rồi nhá viết à, hoa các cái từ này này thì mình đã chia sẻ khá là chi tiết trong video trước, các bạn quan tâm có thể truy cập thêm một cái kênh của mình nha, các bạn tham khảo thêm nha à, về các cái video mà mà chia sẻ các bạn về cái cách gõ tiếng việt trên máy tính để các bạn soạn thảo văn bản và phục vụ cho công việc của, của bản thân nhé rồi à, đây là ví dụ như là sử dụng máy tính đây bây giờ mình sẽ ghi lại cái phần sử dụng máy tính chẳng hạn thì mình sẽ ghi một một trong cho các bạn xem luôn nha chẳng này sử này u này v kép để lại dấu ơ này dấu hỏi lại chữ r này đó rồi cách ra dùng r u n g chúng ta ghép thì cái lại thôi dấu nặng là phím gì rồi máy m a i dấu sắc phím s rồi cách đó, tính t i n h đó, sắc phím s đây như vậy là chúng ta gõ xong một cái, cái dòng là sử dụng máy tính chẳng hạn rồi ở đây thì uh, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần mà các bạn thay đổi cái cái uh, phong chữ nha Đó, phong phong chữ cho nó lớn lên hoặc là nó nhỏ lại thôi đấy thì chúng ta làm như thế nào đây mình cắt xuống dưới một chút nha cắt cho nó xuống dưới này một chút này rồi thì ở đây chúng ta sẽ vào cái phần uh, các bạn muốn lùi cái dòng nó ra sau này Đó muốn lùi dòng ra sau ấy thì các bạn sẽ để con trỏ chuột răng trước dòng nha và bấm vào cái phím cách ở đến bàn phím ấy, cái phím mà dài dài đó, cái phím dài này này, đây để con trỏ chuột răng trước này và bấm phím cách này thì nó sẽ để cái dòng này ra sau này đó các bạn bấm càng nhiều thì nó sẽ lùi ra sang bên phải và trong một số trường hợp là khi các bạn soạn thảo văn bản ấy, thì các bạn cần sử dụng cái bước này nha, nó đẩy ra bên phải này rồi tiếp theo là cái phần à, muốn quay lại cái thao tác ban đầu thì các bạn bấm vào cái phím này, thì phím có mũi tên hướng sang sang trái ở đây ở ở phía trên cùng đây, các bạn tích chuột trái vào đây này, Đó, các bạn bấm nhiều lần thì nó sẽ càng quay về cái thao tác ban đầu nha. rồi cái bước tiếp theo này là các bạn muốn xóa chẳng hạn ví dụ bây giờ mình muốn, muốn xóa trừ máy tính này đi, Đó, mình không dùng cái từ này nữa mà mình thay cái từ khác Đó, thì chúng ta làm như thế nào? thì ở đây các bạn để con trỏ chuột ra đằng sau này, sau cái từ máy tính này nha và bấm vào cái phím back, ấy, cái phím đằng sau phím dấu cộng À, cái, các bạn nhìn ở hàng phím thứ hai từ trên xuống cái hàng phím có chừng một phím số đó từ 1 đến 9 này không từ cộng này thì cái phím đứng sau cho cộng này là cái phím này phím có chữ bách đó b a c k là cái phím xóa đến gột à, thì các bạn để con trỏ chuột đang sau từ máy tính và các bạn bấm cái phím này đó các bạn thấy không con trỏ chuột nó sẽ lùi sang trái và nó xóa hết cái từ máy tính này và nếu các bạn tiếp tục bấm nữa thì nó sẽ xóa càng nhiều đó, và sau khi xóa cái từ các bạn viết sai hoặc là viết nhầm viết sai dấu chẳng hạn các bạn có thể xóa đi các bạn viết lại nhé Hoặc là muốn quay lại thì chúng ta sẽ lấy lại cái này Rồi Tiếp theo là cái phần mà chúng ta tăng cái cỡ trừ lên đúng không à, Ví dụ như trong quá trình các bạn soạn thảo văn bản mà các bạn thấy cái, cái dòng này nó trừ nó nhỏ quá này Thì chúng ta cho nó lớn lên à, Nhưng mà theo quy định của Việt Nam mình thì soạn thảo văn bản thì thường thường chúng ta lấy cỡ trừ 13 hoặc là 14 nha à, 13, 14 Thì bây giờ muốn thay đổi cỡ trừ các cái, các cái dòng này đi Ví dụ như mình bây giờ mình lấy cỡ trừ 14 đi à, Theo quy định chuẩn đấy nha đó thì các bạn để con trỏ chuột đang sau đằng trước dòng này à, nhấn chuột trái nha để con trỏ chuột đang trước sau đó nhấn chuột trái và kéo rê để chúng ta bôi đen à, nhấn chuột trái đồng thời kéo rê các bạn nhé còn các bạn nhấn chuột trái và các bạn không kéo rê là nó không bôi đen đâu đây để con trỏ chuột ra đầu tiên này nhấn chuột trái xong bắt đầu kéo rê con chuột các bạn dùng cái bàn tay của các bạn này. các bạn kéo rê con chuột của các bạn này. À, tức là di chuyển con chuột của các bạn đấy đó rồi các bạn đẩy cái, cái tay của các bạn đi đúng không thì nó sẽ bôi đen như thế này rồi sử dụng máy tính thì lúc này bây giờ sau khi bôi đen rồi thì các bạn sẽ chọn vào cái cái thẻ hôm có chữ là h -O -M -E ở đây này đó và kích vào cái ô là cửa chữ ở đây cái cỡ này đây có cái ô đây và ví dụ như bây giờ mình chọn 14 thì các bạn thấy ở đây là 8 này đó 9 nó nhỏ lại này 10 này 11 12 14 này 14 là cửa chữ này đấy hoặc là 20 này 26 này 28 này 36 này 48 này, 72. Đó càng ngày càng lớn dần lên ha. Đó thì các bạn cứ chọn cái ô này thôi, 14 thì bấm vào đây. Đó. Nhưng mà đây thì do là mình làm chia sẻ demo với các bạn cho nên là cái từ này thì mình cho nó à, lớn lên một chút nha. Đó, nhỏ quá thì các bạn cũng dễ khó quan sát. Này thì mình quay lại thôi. Đó thì nó lớn lại ban đầu. Rồi, ở đây mình lấy cái chữ 26 đây nha. Còn này 14 thì các bạn cứ tích vào đây chọn vào 14 thôi. Đó. Là rất là dễ như vậy. Nhưng mà phải bôi đen nha các bạn muốn thay đổi cái cỡ trừ lớn hay nhỏ thì các bạn phải bôi đen đấy nha thì các bạn mới làm được và tiếp theo là cái về cái màu chữ nữa đó, các bạn thích chọn màu xanh màu đỏ màu vàng màu tím gì đó vân vân thì chúng ta chọn vào đây cũng vào cái thẻ hôm này luôn hạt o -M -E, chọn cái biểu tượng chính chữ a đây có cái chân màu ở dưới này đó ví dụ đây mình chọn cái màu đỏ đi bấm màu đây đó, chúng ta có ngay màu đỏ rất là nổi à, hoặc là bây giờ muốn đổi màu nữa các bạn cũng phải bôi đen lại lần nữa à, để con trỏ chuột răng trước nhấn chuột trái và À, di chuyển con chuột của các bạn sang phải nha Đó, di chuyển con chuột của bạn sang phải thì chúng ta sẽ có cái này à, chẳng hạn như màu xanh này màu xanh là cây này những cái màu rất là nổi luôn đấy rồi ở đây mình sẽ cho nó xuống dòng tí là đi mình viết thêm một cái từ nữa là sử dụng máy tính rồi đúng không à, rồi ví dụ như là à, chúng ta ghi là màn hình máy tính đi, đó, màn hình máy tính chẳng hạn, à, mình ghi là màn hình máy tính đi, đấy, màn hình này. máy tính, ví dụ như thế, đó, thì sau khi có cái này thì các bạn à, à, ghi thêm dòng nữa, còn nếu các bạn muốn xuống phía dưới nữa thì là các bạn phải bấm vào phím enter này này, đấy, phím enter này này, đây, đó, thì nó thành nhảy xuống dưới, các bạn viết thêm dòng nữa, như vậy chúng ta sẽ viết rất là nhiều dòng nha, đó, bấm nhiều lần thì con trỏ chuột nó càng nhảy xuống dưới, bấm enter đó, nhảy xuống dưới này, xuống dưới này để chúng ta viết các cái dòng tiếp theo. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn các thao tác rất là cơ bản là trên máy tính về cái kiểu gọi tên like. Dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu cũng như là mới sử dụng Word để các bạn soạn thảo văn bản phục vụ cho công việc của cá nhân nhé. thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn một số cái thông tin các bạn tham khảo nhé. mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúng ta các bạn gọi tiếng Việt có dấu tên máy tính thành công. Đó, sau video này bạn nào có vấn đề thì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn à, để các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé Rồi xin chào tất cả các bạn